Yes, my friend. What's that? Check the text message I sent you. Okay. You know, Obama, YouTube recently they just took down the video yesterday we uploaded. Better than 24 hours, over 1,000 viewers. Wow. But they already took it out. 1,000 people saw it? Yeah, over 1,000 already. I checked this morning. Cool. But Facebook let it stay up, but YouTube took it down. Yeah, YouTube took it out. I didn't know until I saw the email from them. I checked it out and gone. Wow, that's crazy. Okay, yeah. Lab, I'll check it out. Okay, so on that channel, I cannot do anything until next 2 weeks. Sorry about that. I had a feeling that might happen. Okay. All right, talk to you later. Okay, bye-bye. Mr. Lem báo cho Monica hay, bởi vì nó nhờ làm cái clip đó ngày hôm qua quăng lên. Nói về thế lực ngầm chưa đầy 24 tiếng thì bị gửi xuống. Mr. Lem biết và chấp nhận vậy. Bởi vì Mr. Lem sống từ xưa tới nay không phải nhờ vào cái income, và cộng nó là thu nhập đó. Không phải như cái tụi YouTuber vì tiền hay là tụi bất lương. Mr. Lem làm đưa lên chơi á, hễ mày đóng tao cái này thì tao mở cái khác. Nếu làm gì tiền để sống như tụi YouTuber kia á, thì bị mấy cái vụ này coi như là đói rồi. Mr. Lem làm YouTube từ cái thời mà con cháu ngoại Ivy nó mới sanh. Mà năm hè này là nó tốt nghiệp lớp 12 rồi đó. Mr. Lem làm thời YouTube nó còn một cái công ty nhỏ nó mới mở ra, Google chưa mua nó nè. Nhiều người chơi YouTube còn chưa biết Google là công ty mẹ của YouTube nữa. Ngày xưa Mr. Lem làm YouTube là rất khó khăn. Phải quay video bằng cái camera nhỏ, rồi gỡ cái chip mới nhét vô trong cái computer hoặc laptop, rồi download vô đó, rồi làm, rồi mới upload lên YouTube, mà đó nó chậm. Còn bây giờ là tất cả từ lúc 2015 là Mr. Lem chuyển qua xài iPhone 6. Sau đó cứ mỗi năm là mỗi đổi iPhone mới, cho tới bây giờ là cái 13. Tất cả video đều thu và edit trên điện thoại hết. Ngồi đâu cũng làm được, ngồi trong nhà hàng, ngồi trong cầu tiêu, nằm trên xe, phòng ngủ gì cũng làm được hết. Nhanh chóng, tiện lợi. Trong vòng mười mấy năm qua, Mr. Lem biết làm YouTube đến giờ đóng mở gần 20 channel đó. Tức là bị nó đóng rồi mở cái khác. Hiện giờ còn 4 cái channel, mà một cái là không bị, hai cái kia là không có vô gì được hết trơn. Còn cái này là bị treo giò. Cho nên Mr. Lem chỉ còn có một cái channel dự bị nữa thôi. Nếu bị nữa là coi như cục tài, không có đất dụng võ. Sáng đây Mr. Lem nhắc cho mọi người nhớ, trước 75 không có gọi là kênh đâu. Channel dịch ra là băng tần. Ví dụ đài TV băng tần số 9, số 7 vậy đó, chứ không có kênh. Tới giờ cộng vô như nó dịch sát nghĩa channel, tức là cái kinh đó, Bắc Kỳ nó kêu kênh, phát kinh. Ở hải ngoại này cũng có mấy thằng đéo gốc người quốc gia mà cũng gọi kênh đó, shit, theo về cộng. Watching, and don't forget to subscribe.